Vâng, bây giờ chúng ta sẽ sang những cái loại pattern twice, tức là những cái loại sao chép. Chúng ta đã học qua cái kiểu sao chép, tức là pattern theo theo trục, xung quanh một trục, tức là theo bóng tròn. Thì bây giờ chúng ta sẽ học sang cái kiểu khác, những cái kiểu khác để tùy vào những cái yêu cầu thiết kế cũng như một số chi tiết khác nhau thì chúng ta sẽ sử dụng những cái loại pattern khác nhau. Đó. Bây giờ các bạn đã tạo cho tôi một cái chi tiết. Một chi tiết như thế này. Đầu tiên là một chi tiết hình hình chữ nhật, chiều dài là 5 ly, kích thước thì đây, kích thước là như vậy, được chưa? Ok, sau đó các bạn tạo ra một cái lỗ, cái lỗ thông suốt như vậy, cách hai cái bề mặt cạnh này là 15 và phi 6, chưa? Ok. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng những lệnh pattern khác nhau để chúng ta tạo ra sao chép những cái lỗ này ở trên cái chi tiết này, được chưa? Bạn chọn vào hold, các bạn kích vào pattern. Thì đầu tiên kích vào pattern thì cái kiểu sao chép đầu tiên tức là pattern dimension, tức là sao chép theo kiểu kích thước. Chúng ta sẽ định theo tạo ra một cái pattern theo kiểu kích thước có sẵn. Thì theo theo kích thước thứ nhất, tức là hướng kích thước thứ nhất thì chúng ta có thể chọn vào một trong những kích thước này. Giả sử như là tôi chọn cái hướng kích thước này là kích thước đầu tiên, thì ở đây nó xuất hiện lên là one item, tức là một cái đối tượng chúng ta đã được chọn. Và chúng ta muốn sao chép ra làm bao nhiêu đối tượng? Giả sử như tôi muốn sao chép ra thành 12 đối tượng. Thì nhấn enter, tôi đánh 12 vào đây thì nhấn enter thì nó ra được 12 đối tượng như vậy. Được chưa? Ok. Đấy, thì 12 đối tượng này là mỗi đối tượng đôi môi cách nhau một cái khoảng là 15. 15. 15 là khoảng cách từ tâm thì tâm của lỗ này tới tâm của lỗ kia, Và theo hướng kích thước thứ hai thì tôi có thể là chọn vào đây. Chọn vào cái hướng kích thước thứ hai và cũng khoảng cách là 15, được chưa? Và tôi cho ra sao chép ra khoảng là 5. Thì tôi được như vậy. Hoặc là 6 thì tôi được như vậy. Thế bạn kích ok thì các bạn thấy nó sao chép ra thành ra là một cái lỗ như vậy, một loạt lỗ như thế, được chưa? Và chúng ta có thể edit lại và chúng ta thử những cái kiểu pattern khác. Chúng ta sẽ sang kiểu là direction. Direction tức là sao chép theo hướng, sao chép theo hướng. Tuy là hướng thì chúng ta sẽ căn cứ vào những cái cạnh này để chúng ta định hướng, cạnh này chúng ta định hướng, định phương và định hướng. Giả sử như là cái phương đầu tiên chúng ta kích vào cái cạnh này, ta kích vào cạnh này và chúng ta sao chép ra bao nhiêu, chúng ta sao chép ra bao nhiêu và hướng của chúng ta là hướng ngược lại, ngược lại, chúng ta kích đổi đổi chiều là như vậy, đổi chiều là như thế và khoảng cách giữa hai đối tượng của chúng ta là bao nhiêu nhé. Giả sử như là 16 thì nó sẽ như vậy, 12 thì nó như khác và 10 thì nó như này. Ok, các bạn thấy không ạ? Rồi hướng thứ hai tôi kích vào đây ba đối tượng, khoảng cách 16 thì như vậy. Ở đây tôi cho là 8 đối tượng thì tôi được như vậy, bạn thấy chưa? Rồi chúng ta tương tự kết thúc lệnh thì chúng ta được một loạt lỗ như thế. Ok, rồi chúng ta edit và chúng ta chọn sang cái kiểu sao chép theo kiểu fill. Fill fill là kiểu điền điền đầy, điền đầy, điền vào một cái bề mặt nào đó. Thì đây là nó bắt chúng ta là chọn area to be filled, tức là cái vùng mà chúng ta điền những cái lỗ đấy vào. Chúng ta chèn những cái lỗ đấy vào. Click collector to active or add and add or delete sketch. Tức là chúng ta phải chọn ra một cái vùng để chúng ta kích hoạt cái vùng đấy để cho chúng ta là chèn vào cái những cái lỗ đó, được chưa? Thì chúng ta ở đây chúng ta chưa có cái vùng nào cả thì chúng ta vào cái môi trường sketch. Chúng ta vẽ trên cái bề mặt này. Chúng ta sử dụng điện use, chúng ta tạo ra một cái vùng
thì tất cả những cái lỗ đấy nó sẽ tự điền vào trong cái vùng đấy. Các bạn hiểu không ạ? Ok, để chúng ta click ok. Các bạn click chúng ta lựa chọn cái vùng này. Chúng ta chọn vào cái sketch để cho chúng ta xác định cái area của chúng ta. Nhưng mà ở đây chúng ta nó không cho chúng ta chọn. Để chúng ta chọn thì chúng ta có thể là click vào reference, tức là click vào tham chiếu, chúng ta define cái sketch của chúng ta. Đáng nhẽ chúng ta phải vẽ sketch trước, sau đó là chúng ta sẽ chọn, nhưng mà ở đây thì chúng ta sẽ lấy tham chiếu. Lấy tham chiếu sau khi chúng ta chọn cái pattern theo kiểu fill. Ok. Khi chúng ta click cái thu lệnh thì tất cả những cái lỗ này nó sẽ tự điền đầy vào trong cái vùng đó của chúng ta. Trong cái vùng đó chúng ta. Và đây là cái khoảng cách từ cái cạnh ngoài cùng này vào trong đến đây là bao nhiêu. Giả sử như chúng ta cho là 5 chẳng hạn thì nó sẽ tự thu gọn lại như thế. Và đây là cái góc xoay. Như vậy là chúng ta đang xoay là 0 độ. Chúng ta đang xoay là 0 độ. Chúng ta xoay là nếu xoay chúng ta rồi xoay 15 độ thì nó sẽ như thế này. Và chúng ta xoay ngược lại là -15 độ thì nó sẽ lại như thế này. Và 0 độ thì như thế. Đó là kiểu fill. Thì fill có rất là nhiều kiểu khác nhau nữa. Fill theo hình chữ nhật, rồi fill theo hình thoi, fill theo dạng tròn như thế, và fill theo đường tròn. Fill theo dạng cung, cung theo đường xoắn ốc. Chúng ta thấy đây. Chúng ta kích vào thì chúng ta cảm nhận. Đó. Kiểu hình dài như vậy. Cung tròn và kiểu theo đường bao ngoài. Và một cái cũ của nó, cái original. Đấy là những cái kiểu fill của chúng ta, kiểu pattern. Được chưa? Ok. Đấy, chúng ta có thể click ok, chúng ta xem. Đấy. Và chúng ta edit lại và chúng ta sang kiểu sao chép theo kiểu table thì chúng ta sao chép theo kiểu bảng. Bảng thì table của chúng ta thì bảng thì các bạn chú ý đây có hai hướng. Hướng là bảng là có hai hướng, hướng theo cột và hướng theo hàng. Và chúng ta đang chọn đầu tiên này là hướng thứ nhất, nó là hướng theo hướng kích thước là hướng kích thước này, là hướng dọc này. Và theo hướng ngang này. Chúng ta nhấn Ctrl, chúng ta chọn thêm cái hướng ngang nữa. Và cái bảng của chúng ta là được xác định theo hai hướng như vậy, theo hàng và theo cột. Và chúng ta kích vào table, chúng ta edit cái chúng ta edit. Thì khi chúng ta khai báo cái bảng này như thế nào, kích thước như thế nào, thì chúng ta phải biết được là cái kích thước của cái chi tiết của chúng ta, chiều dài là bao nhiêu, chiều rộng là bao nhiêu. Giả sử như là cái chi tiết này là chiều dài của chúng ta là 200, chiều rộng của chúng ta là 100. Và chúng ta thấy được là khoảng cách giữa hai cái lỗ là cách nhau khoảng 15 chẳng hạn, thì chúng ta sẽ điền là 30, rồi 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150, 165, 180, 195, tương tự như thế. Thì đây là cái cột nha, cái cột thứ nhất, cột thứ nhất, và cột thứ nhất này cái hàng của chúng ta cách là bao nhiêu? Giả sử như chúng ta cách là 15, tại vì trên một hàng thì cái khoảng cách cái hướng kia là không có độ, và chúng ta tiếp theo chúng ta sang cái hàng tiếp theo của chúng ta thì chúng ta sẽ nhân lên là 30. 30. Và cũng tiếp theo nữa chúng ta là 45. Giả sử như chúng ta khai báo một cái bảng của chúng ta là như vậy. Bảng của chúng ta là gồm hàng thứ nhất, cột thứ nhất nằm trên hàng là 15, cột thứ hai trên hàng 30,
và cột thứ ba trên hàm 45, giả sử như thế. Đi chưa? Rồi. Đây là index. Giờ chúng ta kích OK chúng ta. Rồi đảm bảo sai. Vào sai. Chúng ta đây kích 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 yeah. Ok, chúng ta lưu lại. Thì đây các bạn thấy nó sao chép tới hàng cái bảng của chúng ta như vậy. Yeah. Đó là cái bảng của chúng ta gồm 3 cột. Yeah. 3 cột. Và nhiều hàng. Yeah, nhiều hàng. Thì chúng ta có thể sửa lại. Chúng ta có thể chúng ta thêm một cái cột nữa. Yeah, thêm cái cột nữa. Copy paste yeah. 60 và đây thì chúng ta thêm cái số thứ tự vào yeah. Yeah, chúng ta lưu lại thì chúng ta được một cái bảng 4 cột. Yeah. Chúng ta kích OK. Chúng ta được như vậy. Được chưa? Đó là kiểu sao chép theo kiểu table. À, bây giờ chúng ta sẽ sang một cái kiểu theo curve, sao chép theo đường dẫn. Yeah. Tức là pattern member along curve, tức là chúng ta sẽ sao chép theo một cái đường cong, đường dẫn. Yeah. Chúng ta kích. Thì ở đây chúng ta phải vẽ một cái đường cong. À, chúng ta cũng tương tự như kiểu fill, chúng ta vẽ một cái đường curve, đường cong này có thể vẽ đơn giản như vậy. Yeah, là kết thúc. Chúng ta sẽ được chúng ta sẽ có hai kiểu sao chép theo khoảng cách, tức là khoảng cách giữa hai đối tượng này là một khoảng cách bao nhiêu, giả sử 15 chẳng hạn, thì chúng ta được như vậy. Yeah. Hoặc là chúng ta kích sang đây, chúng ta sẽ chép theo điểm, tức là bao nhiêu điểm, 20 điểm, thì nó sẽ giới hạn 20 điểm ở trong cái cách đều, chia đều ra 20 điểm trong cái một cái đường cong đấy, được chưa? Đó là theo kiểu curve. Yeah, chúng ta kích OK thì chúng ta được. Thấy chưa? Rồi, chúng ta edit thì chúng ta theo kiểu point. Yeah, theo kiểu point, tức là sao chép theo điểm. Yeah, sao chép theo điểm. Thì ở đây, sao chép theo điểm thì chúng ta phải tạo ra một cái datum point nha. Datum point tức là cái tạo ra điểm tham chiếu. Yeah. Thì chúng ta phải có cái điểm tham chiếu trước nha. Yeah. Điểm tham chiếu trước, giả sử như là chúng ta có trên một khoảng này. Yeah. Yeah, chúng ta tạo ra một số điểm như thế. Yeah. Ok. Đây chúng ta kích ok. Thì đây để tạo ra một cái datum point thì chúng ta phải có cái kiểu hai cái đối tượng, ít nhất hai đối tượng để chúng ta tạo ra. Yeah. Giờ đây nó không cho phép chúng ta kích OK thì chúng ta cứ tạm thời chúng ta kích. Yeah. Bắt chúng ta phải chọn một cái kiểu tham chiếu nữa, một cái tham chiếu nữa. Yeah. Giả sử như là đây, chúng ta tham chiếu ở đây và tham chiếu ở đây. Chúng ta mới kích OK được. Yeah. Và cái datum point này. Yeah. Đấy. Và chúng ta lần lượt như vậy chúng ta sao chép ra. Chúng ta tạo ra một cái datum point khác. Yeah. OK. Giả sử như tôi có hai điểm như vậy nha, điểm point 1 và point 0 và point 1. Thì chúng ta kích chúng ta chọn point và chúng ta kích chúng ta chọn nha.
chọn điểm nào thì nó sẽ sao xếp ra điểm đó. Yeah. Ok. Yeah, chúng ta được. Ok chưa? Và chúng ta cũng có thể sao chép theo kiểu sketch. Ở đây chúng ta có thể là kích tạo ra những cái điểm khác nhau. Ok. Yeah. Thế đây chúng ta nó không cho. Yeah. You born from an internal or external sketch. Thế đây là mình sao chép nhiều điểm quá nên là có thể là nó không chịu nha, nó không chịu. Chúng ta kích one. Ta thử một điểm trước thì nó như thế nào. À thì nó không cho, không coi, không cho chịu kiểu là sketch internal, phải cho external. Yeah. Chúng ta có thể nhấn Ctrl, chúng ta chọn cái điểm tiếp theo này. Nhưng mà nó lại không cho, nó chỉ sao cho sao chép theo một điểm một thôi. Tức là single pawn chứ không cho là multi pawn. Yeah. Chúng ta phải chấp nhận. Thì tùy theo những cái chi tiết của chúng ta, yêu cầu thiết kế chúng ta sao chép ra chọn những kiểu pattern hợp lý. Yeah. Thường thường thì chúng ta chọn kiểu fill hoặc là chọn theo kiểu curve hoặc là kiểu pattern theo exit, tức là theo trục thì nó xoay tròn thì nó dễ hơn. Chưa? Ok. Các bạn chú ý những cái kiểu pattern này, tại vì một số người có ý kiến là rất là nhiều kiểu pattern nhưng mà nhiều sách lại không nói. Nhưng mà đây tôi sẽ cố gắng tôi nói đầy đủ hết để cho các bạn tham khảo từng kiểu pattern một, được chưa? Rồi, cảm ơn các bạn theo dõi video này.